Rồi chào tất cả bạn nha. Nãy giờ bạn mình với ngụn lấy câu câu mà cái gì nó khôn quá trời luôn á, nó ăn móng dữ lắm luôn mà câu không có ăn đó. Bởi vì mình bữa nay mình chơi lớn luôn nha, đầu tư 100.000 tỷ bạc của mình luôn đó. Nó mình lấy ra lưới ba màng luôn, mình cắt khúc cột vô cây tre nè, mình xổ qua đó đó, mình văng ra lưới đây 8 phân ba màng. Cây cần câu nó nằm đây nãy giờ không thấy câu nào. Nãy giờ mình với hùng câu hoài không có dính, nóng máu chứ, nó lên ăn quá trời luôn. Để cái thức ăn xuống hùng dụ cho nó ra, nó ở dưới cái dịu ếch nữa. Nãy giờ nó lên dữ lắm luôn, cái mà dính còn nửa ký luôn không, con nào nó cạnh không, mà nó khôn quá khôn, câu không chịu ăn. Cái lỗ nó ăn mấy đứa ăn nổi không, mà mình câu tầng nổi luôn cũng không ăn nữa. Bây giờ nó hết lên mày, tao để tao lưới xuống nó hết lên mày. Nãy ăn như mâm xôi trời. Nãy giờ hai chú cháu mình câu nửa tiếng hồ đó mà không có ăn, thiệt tình chứ. Cái mà dinh ở đây nó thành tinh hết trơn rồi bạn ơi. Mình cắt khúc lưới ba màng. Mình tới nái luôn. Hả? Nửa ký thôi đó. Lỗi đó hả? Đó lên bạn thấy không? Để ngồi cái dòng nước ngoài đó nó đạp cái đồng lưới nó bùng vô đây lụm gạo nó nè. Đó bạn thấy nó lên đỏ nó quặn kìa. Đánh thằng thiên đụng ơi. Khiêu khích. À, đầm lưới không? Đầm lưới một con. Đầm lưới con rồi đó, nghịch phao đó bạn. Không biết có dính không nhỉ, thấy nó đầm lưới rồi đó. Hử. Mày hả bưởi. Nãy nó lên dữ lắm. Lên nó hải vậy mới ngồi đây nó lên đi sao có 2-3 con trời. Để tao lưới xuống nó nhét thì sao á. Ai ôm sùm á. Ủa sao nó hết lên rồi. Kỳ vậy ta. Nè nó ọc sát đây mày ơi, chỗ tím lên nè. Nãy giờ đợi cái quặng sấy để cho nó đạp ngược vô sao kỳ đi. Nãy giờ quặng sấy mình thấy nó đạp trong hoài hoài luôn á, bởi vì mình để phía ngoài nè. Cho nó đạp cái tụng vô. À dở hụt. Để vô cái rảnh trong kìa. Con dở cây lên. Con gì không? Nãy giờ thấy nó đâm 2-3 phát vậy nè. Trời chặt lớt mày. Ê đừng có. Ê. Ê dùm chảy không? Bỏ đây. Lụm gạo bạn ơi. Để chú cầm cho, con gỡ cái đi. Để. Ê bọn này xuống nó tuột xuống. Mày hả bưởi. Ê, nằm bè cho chừng nha. Hiệu quả bạn. Ngon lành cành chanh. Mày không chịu ăn câu của tao hả mày? Con mằng ra mặt lưới đẩy mặt hay mặt luôn. Đúng bá đạo thiệt chứ. Nẻ nó đi. Con cao nhìn bằng con nào lấy mập phù lù không? Mình với hùng câu nãy dính được một con đó kìa, mà đều không được bự hung. Rồi xong cái đêm gù vô. Con cầm cái đầu nó rút kìa. Coi chừng nó như nó phóng xuống sảy à, sát bè rồi. Con cầm gì nó chết, bóp hai bên. Ừ đúng rồi. Con đừng bóp mang lại xong nó ngụm. Trời ơi, này tử ông gỡ con cá đứng mỏ chân luôn á. Lưỡi nhỏ quá, cá bự quá. Con cầm rút ra luôn, con cầm chắc cái đầu con cá, con lấy tay kia con kéo mặt lưới ra. Con sẵn. Để tự ruột của củ sủ này tới chuyện rồi bạn ơi. Đúng rồi, con cầm chịu cái lực của cái đầu ơi. Lại hùng nó gỡ con cá này, sẩm trắng cá này nó đi bệnh viện luôn quá. Trời ơi, thằng ơi. Có tài hả? Tao mổ tay với mày rồi. Đừng giống như thầy của mày, thầy của sư phụ mày nha. Trước cũng quay con tôm rồi 2 lần rồi đó. Rồi quay rồi, kiếm ơi quay rồi gì nhà không thấy chưa. Sao mở cá thấy ngon lạnh không?
ngon lành cành chanh bạn ơi. Cá này thành tinh là bình cả đó mới chín được á, giải hết cái hàng vụ nó ra nè, chín con một lấy nhét trời, chín con câu được con rồi. Trời ơi, phải nãy mình về chơi cái chiều này sớm ngon quá, đục còn khoảng 20 con mà không phải nó quá đâu. Mình nói dạng mình câu thử coi có dính không, dính nó ăn rồi bắt đầu mình mới quay clip. Ngồi câu bố trời không con nào nó bá vô chân, bởi vì nó không có quay. Tức quá mình mua bển mình cắt ra lưới 8 phân bao hàng. Giờ tự nhiên để ra lưới xuống nó nhét đồng sao nó mất tiêu trời. Hồi nãy ục chỗ này mình thấy ớt lạnh luôn á. Chờ đợi chút nữa coi sao. Ngồi nó dạng vào nó lên lại không? Tại củ sủ cho nuôi ếch đây nữa, cho thức ăn trong đây nè, bởi nó đánh mùi thức ăn nó lại, nó bù lại đây không nè. Giờ để củ sủ ra thăm, nãy giờ ta lưới này đợi ra, cái lưới này để khoảng nửa tiếng rồi đó. Cá nó nhét quá, nên ngồi đợi hoài không thấy nó đâm rồi đi vô bè nè. Để cái nửa tiếng hồ thử ra thăm được con nào nữa không? Công nhận mấy cá vinh đây bạn thấy nó to, nó khôn ghê hồn không, nó đầm lưới còn ai còn cái nó nhét cái nó bỏ nè. Đừng cấp huy kìa, còn cấp huy cái nào không, trời ơi lục bệnh tách tùm lum hết trơn rồi, cùng gạch xanh nó qua tới đây giữ thằng ôn hả, hả nãy dính cá vinh bự lắm, khoảng 1 kg á. Bà ba xinh đẹp. Lô mà không biết mấy con. À, mấy con gom lại đựng ký đó bà. Ăn bữa nay mắc cổ thấy bà nội. Trời ơi, cá mà vinh để dãy chiên sò chiên sắp càm chê. Cái hồng nhỏ thả bè luôn. Cái này tôi bắt ngét ăn quá. Két hồi xưa mà cố nữa ông nội. Trời ghét là 3 kg rồi thương. Rồi để bữa nào làm món khác đi. Này cái này cá là kiến hả? Cá kiến hồi nướng nó được rồi, cá vinh chiên sốt cà với cá lô kiến nướng. Cá này chiên sốt cà luôn. Thả bè đi. Đang có cà phê nè. Ủa dính sát đầu lưới rồi luôn. Đi nu luôn. Phi nhỏ thả nu luôn đi. Cá này ngoan cá cổ chắc chết luôn. Nổi lên. Cho mày vô bè nu luôn. Chứ để vậy mời dính nữa đó. Mời chừng dính cái cha. Ừ, sáng chừng thăm mình để dính cái cha cho coi. Mời dính nó ra làm clip đó cha, là uống dung lẩu. Trời ơi trời, đầu tư cái clip này mình đầu tư mà bắt mấy cá vinh này mà cắt luôn cái lưới còn thấy dữ dằn không, không bằng dữ dịch không. Rồi chất quá. Cái lưới nguyên hiện cắt ra luôn mình đó. Có cá vinh luôn. Ừ. Ăn cái mắt nó chết. Ba cũng còn cầm hết ông nội. Chết cái bị vô nha. Cái bị vô. Hùng nó về nhà nó rồi bạn ơi, nó bị công an bắt rồi. Đó, thấy không? Cái linh. Có cái linh luôn, chim luôn. Trời ơi, có cái linh nó kìa. Linh rộng đời nào á. Có vinh hai con chà bá lửa rồi. Con dính lưới con mình với hùng câu, nhưng mà hai con lặn, hai con câu. Cái là không có quay clip kịp. Mình câu mình với hùng câu thử có cái mà vinh có ăn không á, rồi mới quay clip. Thấy dính hai con mà đầu mở clip tính quay câu hoài không dính nữa thôi, thua luôn, lấy ta lưới cắt, ta lưới ra văng luôn. Thở thở nhẹ. Yeah, Messi nâng 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 Messi
dần nó nhảy á. Viên giòn hết hả? Viên sắt cà. Coi nhìn đã. Hồi nãy kêu rủ đi câu không chịu câu. Mà tính đi vô mà cầm quần áo gì vô chân vậy? Mình kéo cắt kỳ vô. Ờ ồ cái hồng chà bá lửa khờ. Cái luôn. Đệ tử ruột cũ của sủ bị công an bắt bò gì đôm bô xe. Móc bồ. Mà không bạc dân á, chỉ cảnh cáo dặn kêu ba mẹ. Ừ, kêu mai kêu ba mẹ lên kiểu có kêu tháo bô vậy đó chứ không có phạt tiền cho kiểu cảnh cáo mà. Xe 50 khó cũng hên á. Không cần bằng lái. Kêu ở đây không chịu. Bon chen chạy về nhà hất tóc. Ngút ruột bị công an bợ. Sáng giờ quá trời sóng gió luôn. Rồi còn cái mặt nước nhấp nhô gió trướng á. Bởi vì đó thánh thằng ơi, sáng giờ ngồi dần bèo con nó nhịp từ rồi sáng tới chiều luôn nè. Dòng gió quá trời quá đất. Có mấy cái lên mạng chắc nghe hồi xong quá hả, giờ thả xong hết mấy con rồi. Ở dưới cái mỏ bẫy dưới đó, đó. Trời ơi, nổi lần mà sóng gió nổi lên mà thấy còn dữ dằn nó dưới đó nó sâu á, rồi còn sấy á. Điểm mà lúc trước mình với ông Tám thường dân câu mỏ bù vàng á, địa điểm còn ngỏng á, dưới đó đó. Dưới đó là thôi, thường nó về dữ dằn nhất ở sông Tiền này á. Đang quay phim đó nha bà Tư xinh đẹp. Ai nói gì? Đang quay phim đó chào bà Huyết nha. Tí mày nhắc tao hả? Né nó dễ hiểu kìa không? Sao tao chỉ thề chứ gì? Bây giờ bữa nay bà Tư xinh đẹp không có bào gọi là bào tiền bằng giải. Nó nói chứ hồi sáng thấy bà giống á. Ồ, thứ dữ ra tới kìa, thứ dữ ra tới luôn. Cậu Năm. Nhờ cậu Năm mua vô mấy cái gà chua xuống sức cà đó. Tính kêu hồn mà hồn nó bị công an bắt rồi. Bởi vì bãi kèo kêu nhờ cậu Năm là không mua giùm. Sát bên nữa, cái chợ này nè. Đây cũng tiện lắm. Trời mấy cái vinh bự bự gì đó cậu Năm. Mời báo giờ bị biết nha nè bà đừng. Đấy, còn nằm ngồi mớt đóng ốc đắng luôn. Ừ một xô chà bá lửa luôn. Ốc đắng đó bữa nào ấy trộn gỏi đủ đủ ăn bá ký rồi chét à. Ơi bữa nào bỏ tiền căng đây tát cho. Làm gì? Bỏ tiền căng đây tát cho. Tát mương hả? Thôi mày rút rồi phải cho cả bắt trong nhà. Ông nói nhắc tới mình, ông nói cái vụ tới cái mưa mình mới nhắc cho bạn biết nè, cái thằng đầu bếp đó ma trời đánh thánh đâm lúc trước. Mình quay được một khúc đầu tát rồi bạn, nhưng mà tát cái mưa nó qua một đêm lận tới sáng hôm sau mới cạn. Sáng nó 9-10 giờ mới cạn mới bắt cá nha. Đâu lên 9-10 giờ lên nó bắt đầu lúc 1 giờ đêm á. Bạn coi động trời nữa không? Điều biết đó mà cái mưa cái hồng nuôi mấy bạn tát mưa quá. Hả? Ừ, sao mấy tháng này không biết biệt tâm bật tích đâu mới nữa. chừng nào thiếu nợ mới trốn xuống đây. Nó bà cần tiễn chồng không trời. Điển chồng ông đó thì là đang clip luôn nè. Cái ông thầy chùa đó đó, cái ông thầy chùa cũng đó. Cái ông đó làm sao không? Dạ. À, giờ tôi hỏi cô nè, cô muốn 49 ngày tôi 49 ngày cô có chồng hay là 100 ngày cô có chồng? Tôi biết cô tụng.
Bà nói tụng sao 3 ngày cũng được. Chồng tén ngỡ bỏ chạy về luôn chứ rồi. Nó tụng tôi 3 ngày thôi, có chồng được rồi. Ủa bà chơi vậy đó, bà ba xinh đẹp. Ồ hả, gì biết xin được chị hả? Trời ơi, trời lại giờ làm tốc độ bằng thờ dữ ta. Giờ đang nói bị ông mua nhiều đó, giờ tôi ăn. Rồi cho lên luôn. Bữa nay đại ca Lộc mình về rồi. Nay cậu nằm với cậu sủ với con đó chiến đó. Lộc đại ca cũng mới về nhà dẫn. Cũng lâu lâu về một bữa, thăm vợ thăm con gì đó mà. Vợ lại phụ con đâu thăm hoài. Ừ, với lại phụ bán cá lóc gì không biết nữa. Vỗ đít vợ. Cho cá vô thôi. Chảo này dắt chiên được hai con hả chị nè? Hai ba con à, chảo bự mà. Chảo gọi là chảo siêu chống dính của Missy Nương á. Này chắc được ba con. Hả? Gì bà ba xinh đẹp? Cái gì? Chim sào vú, vú sào bằng. Thánh thằng ngơ, bà ba xinh đẹp cái gì mà chim sào vú, vú sào bằng gì đây bà ba xinh đẹp? Chim sào vú, lại bà đầu bạn là nghe bạn là chí ché vậy hả? Cái gì mà chim sào vú? Bà ba, bà nói gì chim sào vú? Chim sào giấm hả? Để mình để từ từ để suy nghĩ ra coi. Chim sào vú. Chim sào giấm. Là nó sao ta? Tức là hiểu ý rồi nhưng mà mình không hiểu nó dằn là cái mấy bà này ở đây nhiều khi bà nói cái câu của. Thôi bà ơi, bà tôi biết bà quá bà đó không, bây giờ nó đơn giản vậy là tôi bảo đảm luôn. Bà nhìn đẹp giờ bà cũng về. Tại cái dạo này cá nhỏ mà ở cho ăn nó mau lắm. Còn chừng nào mà cá mà bự ca là cho ăn tới 11 giờ đi mới về. Cá bà bữa nay nó trắng hết trơn ăn gì? Ủa bà Tư xinh đẹp. Bà nói cái câu đó là cái nghĩa đại khái nó như thế nào bà Tư xinh đẹp? Thì nó cũng đơn giản vậy hả? Không, mình tôi nghĩ là nó có cái gì cái ý lái lái như thế nào á. Mấy bà này như kia, thí dụ như cái cà tím mà không phải mình nói bậy nha, cà tím hồi nào lúc trước mấy bà này cà ông giặt mà mình không biết là cái gì. Nó lái lại đó. Nó cà ông giặt mấy cô chú mình xin ngược lại, không phải nó bậy nha, nhưng mà kiểu mình nói ngược lại thì mình sẽ hiểu liền. Đó kiểu là khác như câu này vậy đó. Có gì nữa bà? Lông nách xào lá cách hả? Thánh thằng thiên đụng ơi. Bên kia hai mẹ con siêu mẫu cũng đang giọt cá ăn bến. Lông nách xào lá cách. Món gì mới? Lá chà bồn xào với cải. Bà nói mà cái miệng bà cừ cừ nó cũng nghi lắm nè bà. Mình sống đây mấy năm rồi, bây giờ mình hiểu ý của mấy bà này. Nó không có tin gì gọi là không có điều gì tốt lành nhân, nó thiệt các bạn luôn. Bà mới mà có anh nào bất cận. Cứ chơi là vậy đi. Mày nói chung là cái câu này nó thiệt luôn phải không? Nó mua thiệt à? Cậu Nam không nói nó mua thiệt gì là sao đó kìa. Không hiểu mà ông cười nè. Nó thiệt đó, anh nói thiệt chứ tao nói chơi đâu. Ăn con mì đó là mày nhớ cả đời. Bây giờ bà nói nữa, bà dặn lại câu nói đó là hiểu rồi đó. Cậu không có tin cái gì, không có gì tốt lành cho mà đó. Cái bà này nhức đầu với bà. Muốn gì? Canh chua cá cha bạc hả? Lông nhái xào lá ngái.
Thánh thằng ơi trời ơi bà về trái lít tôi về mà bà ơi về theo đi ơi trái lít trời ơi trời gì chưa nói mà ba xinh đẹp này chứ. Mấy anh chị em này sống vậy mà vui lắm, đôi khi cái lúc mình vui quá thì đôi khi mình nói chuyện muốn cho vui thì nó cái ngôn từ nó đôi khi nó cũng gọi là nó hơi bậy bậy chút xíu, nhưng mà cái đó là tính chất phóng khoáng của người miền Tây mình mà, chứ mình nói theo cái kiểu mà nó nguyên tắc quá, bài bản quá thì nó đông ra nó không có vui. Mấy anh chị em mình sống đây là vậy, cái hòa đồng đôi khi cái, mình muốn vui vẻ nóng phóng khoáng của người miền Tây mình á thì cứ nói kiểu mà nó cũng hơi lai lai một chút xíu, gọi là kiểu mà dân giả đó, kiểu mà nói câu hơi dễ nghe hơn đó, tức là kiểu dạng hơi chợ búa đó, không có học thức đó, kiểu đại khái là vậy đó. Mấy anh chị em mình đây là vậy, nói chuyện trọ nhiều lúc nó hơi bậy bậy xíu nhưng mà nó vui. Ông hai ông siêu lòng này, ông Nhật nữa nè. Nó qua công ty mới nữa hay vậy? Nhiều chuyện bao sắc cà hồi hết luôn, khỏi quay. Nhiều chuyện nào trời? Hồi trước đó. Nhiều chuyện quay vô nãy giờ cho hồi. Thấy bà Tư xinh đẹp đây, nắm núi không? Chăm chú kìa, tập trung chuyên môn quá. Trời trời ơi, trời giờ này chết chồng lần gái hả? Ủa cái ghè đó giống ghè cổ thủ của ta. Ngoài cái mùi nó ấy. Chuột ơi, chuột ơi, nãy giờ ngủ mới thức dậy nè. Phải không? Ngủ mới thức dậy nè. Không? Ngủ mới thức dậy nè. Wow, bạn coi hấp dẫn chưa? Cái mình nhìn này có một con sao nó hơi dảnh dảnh này kìa. Cho ít đường, chị nương bỏ ướp trước cho nó thấm rồi còn hồi mình mới xào cho nó mau. Cá mình kia chắc cũng chuẩn bị chớ bài được hả chị nương? Nãy giờ thấy cũng lâu rồi. Vậy tính ra cái hầm cá ông nuôi lỗ nhiêu? 20. Thánh thằng thiên động mô nuôi hầm cá được hồng giống một chút đường lỗ 20 triệu. Đào đứng. Còn thêm cái hầm cá lóc lông trời lỡ đất nữa kìa. Giá cá lóc đang bèo kìa mà, rẻ bèo kìa. Cái hầm cá lóc khác nhà bà ngoại cũng bán được rồi mà giá cũng rẻ quá. Đi buôn còn lỗ. Cái nghề nuôi cá thì cũng giống như trồng cây ăn trái, cái giá nó bấp bênh lắm, ai thấy làm ăn được cái giá cao ai cũng làm ra đùng đùng hết trơn, cái điều đó cũng là cái giá nó xuống cũng đừng là điều đương nhiên thôi. Cũng như trồng ổi trồng nhãn cũng vậy, mới đầu đó làm ăn ngon lắm, thấy vậy ai nhà vườn đó, ai cũng trồng hết, làm ra cung vượt cầu. Chín rồi, cái này mau lắm, chín xong là mau lắm, cầm vô mình xào sơ mà đừng sốt mau kìa. Còn con nào nếu mà con này cái gì nghe không? Cháy quá hấp dẫn luôn, mít xiên đường ơi. Cái mà Vinh này được cái là thịt ăn ngọt béo, cái là thịt xương thôi. Nói với cá he nghẹ. Mở ra đây bớt. Cũng có sang mở bớt để bắt xào, bắt sót cà. Cho tỏi vô. Ủa, thơm quá bạn ơi, thơm quá. Ủa vô cái là nào mà luôn ủ giật bạc bạc mới thơm hả? Đổ cà vô. Thơm rồi đó. Giờ này chị Thương mới thơm rồi. Sốt cà này mình nên nhớ khoái nhất là ăn cá biển á. Cá bạc má gì phải không? Cá biển chứ cà mới ngon. Ừ đúng rồi. Thời quanh quanh liệt liệt cho nó sôi lên rồi để cá vô. Hồi đó ăn cái món mà cá biển sốt cà thấy bây giờ thấy nó đơn giản, nó không có gì ghê gớm, chứ hồi trước mình nhớ khoảng mười mấy năm về trước là ghê gớm lắm á, ở dưới quê nghèo lắm, ăn được cái món đó là những lúc mà dạng mình cắt lúa rồi mướn nhiều người mới làm ăn mới ăn được món đó chứ. Thịt gò vịt nữa chứ bây giờ thì thôi, nói về hai cái món đó thì nó quá bình thường rồi,
chứ hồi đó mà đâu phải dễ được ăn hai cái món đó, kho hộp vịt với cá biển sóc cà. Trời, có cái đèn của chị Nương bữa nào vậy mà cũ rủ tới giờ vẫn chưa làm cái chui luôn trời. Cái cần vô luôn, cho cá với cần vô luôn, hấp dẫn chưa, đơn giản mà bé ngót à, không phải dẫn chơi đâu, đơn giản gì mà làm ngon. Cá còn tươi xanh như nồi canh, ngon ăn bao ngọt. Rồi tắt bếp luôn. Tắt bếp luôn. Xúc lên luôn. Rồi chuẩn bị bào luôn. Wow. Bà Tư xinh đẹp giờ về nhà rồi. Đốt nhang gì cúng chồng gì không biết nữa. Cúng chồng yêu. Cúng chồng yêu. À. Tiêu. Tiêu vô lên. Quá hấp dẫn bạn ơi. Rồi vậy là xong. Trời nóng dữ thằng ôn vậy. Giống ghê. Dạ năm qua, năm qua. Rồi, vô luôn cậu Năm ơi. Vô Năm ngưng ăn đi, qua đây ăn cơm nè. Cái này như thằng đang cơ bển nè. Mời cả nhà nha. Đây. Giúp về. Chuột ơi, chuột à. Qua xin cái tô cơm chắc nghĩ tới đầm heo quá vậy, đem về bển quá. Vô đủ không? Có đứa nào bán thịt không? Thử coi. Cái thằng đây kìa. Béo quá trời ơi, đã. Mời cả nhà nha. Ăn rồi mới mời. Vừa ăn luôn. Vừa ăn luôn. Ngọt đó. Bá cháy bột chét luôn. Ai ẩm đâu? Không có ẩm đâu. Ẩm có không? Thôi ăn cái mà nhìn thử có sưng không ạ? À? Củ sủ nó chuyện đá không? Cái mà nhìn bự bự mà ăn ngon, chứ nó nhỏ quá mình lừa xương cũng hơi đuối á. Cái này vàng này bự gần đó. Bye bye. Ngậm bển hết cơm đợi bển kìa. Con cái này. Đúng rồi, ăn uống bỏ chuột gì nè. Dạ. Chơi mình nè. Đúng chuột. Thôi ăn đi. Rồi vô luôn con Năm ơi, cốp cốp luôn. Bye bye. Bye bye nha. Ngậm tay nữa. Tính ra cái mà nhìn ở đây mấy anh em mình làm không biết bao nhiêu món nữa. Nhiều lúc trong đục có sẵn đó, giăng lưới rồi này nọ để dành mấy cái mà nhìn bự bự đó. Đôi khi cái hứng lên là làm à. Ba cái mà nhìn này cũng là dạng thành tinh khú già nè. Trời ơi câu không dính á, ngoài giăng lưới đó, mà dính được nhiêu đó đó. Khôn thiệt chứ, cái mà nhìn này nó nhiều dữ lắm mà nó khôn quá khôn luôn. Mời cả nhà nha. Sóng gió trời của cơm với cơm rồi. Ừ. Cái này mà ăn cơm cho người cứ nước người lên bảo đâu bỏ nè nghe lại bỏ cái đó mà ấy bắt ốc bu ốc đắng nó mình bán cũng được chứ bộ hầm quá bắt trời là nó thì tao đổ với mương trước cửa đó cho nó ở đó mốt đẻ rồi được làm đổ miếng mẹ trước cửa nhà cậu không biết rồi càng phút
đặt rương không nghe. Đây là đặt gì? Là đặt. Nói gì? Rương á. Cái mồi em đi đặt được. Đặt. Cái cá trình nè. Hồi hồi nấu rồi, cái đây vừa giờ mình làm cũng tỏi, cũng tỏi rồi. Có tỏi rồi. Ở đây chỉ có đặt là thôi. Là đặt. Ở trên đặt giống như lấy cái lợp của lợp đặt bóc luôn rồi làm. Đây nó nói này là cái đầu lấy cái lá môn thôi, lá môn đúng nốt cái đầu quất nó không, nó lấy cái đồ cái đâm nó chồng như vậy. Hồi nhỏ còn đặt cái lờ lư nữa không mà còn ăn cũng cạnh lắm. Nhỏ đặt lờ chứ đâu, lờ lương á. Cái đó hồi đó cũng biết đâu, đặt cái lờ lư nó là cái chung, cái chung hồi đó nhiều lắm, cái chung nó vô, tỉnh thằng bồ cái chung nó vô dữ lắm. Còn hồi đó cái chung nhiều. Làm cái hồi đấy, biết rồi mãi được đặt cái chỗ đó lùng. Lùng chứ nhà cậu hả? Gạch nó thấy tối cạn queo đâu có lương nhiều, cái gạch nó nghĩa có lương nhiều chị ngay hầm này nè, hầm có hầm hầm có lương nhiều không muốn đặt lương không, lấy cái lợi lóc là kém lương cái lợi đó, cái lợi cái lóc á tại mình có lợi lương hầm lại thôi có hầm có hình cổ con hầm lợi cái lóc dính lương hoài mà lương lương cành cành không nha, lương nhỏ lọt ra lương mà ngốt lọt hết trơn, lương lưới hai phân mà để mình bắt lương lưỡi đi là bắt là bắt lương lửa không đó. Nó bùng trộn một lần là muốn canh nè cho con chai nó ông luôn cho không nha được được rồi mấy cái mương này mới đặt là dễ trứng nó để tôi gánh tôi ra càng quá tôi gánh ra tôi đi đặt cho ăn nó không đụng mấy này hay không tôi không cứu rồi mà nhét cái mương trống trống một cái mương này cái gốc cái mương cuối luôn phải lương nó vô đó nó nói ha có lương là trong mương có lương là lên đi rút lỗ chân dạng chuyên nghiệp đặt mà con này nó thiếu phải tiêu đó không bắt hả tôi còn đi đặt cứ phải tiêu luôn. Rồi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay vừa câu cá mà vừa giăng lưới được đâu 2-3 con cá mà Vinh đem lên chiên sốt cạn. Vậy mà nó ngon bạn ơi. Đơn giản nhưng mà ngon. Rồi chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Cá Vinh nói về thịt đồ béo bao.